Bây giờ đi anh nằm chút đi. Nhưng mà thôi anh về trước đi, em có lương tâm không? Anh xách đồ cho em nãy giờ mà em để anh đi về con mình thôi hả? Rồi xong rồi ông dắt em vô phòng thì cái chuyện gì tới nó tới. Nó là phải tranh thủ lẹ lẹ lên chứ mẹ chị về là chết luôn. Là lén mẹ cái chị đó hả? Có bữa em đang sấy tóc, ông lại giật cái máy sấy, ông sấy cho em. Trời em cảm động, chắc mình chuẩn bị nói yêu em rồi. Cái nhìn em âu yếm đấy, anh nhớ mấy con chó của anh ghê rồi đó, anh cũng sấy tóc nó mới như vậy. Nghe chọc ảnh là yếu đuối á, về xỉn lên cái là hả, vồ vập vô em giống như là anh là con sư tử đực nè, anh tới với em đây. Rồi ông bay tới ông xé đồ xé đẹp tùm lum hết trơn á. Em cũng đang chống cự quá trời nhưng mà hạnh phúc quá, cái quay ra mổ mất tiền. Giờ em là người Hàn Quốc. Em nói tiếng Việt rành như vậy là chắc là em ở Việt Nam nhiều năm rồi đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Việt Nam từ năm 6 tuổi. Qua 26 năm rồi. Anh bị Việt Nam hóa rồi. Sinh sống và làm việc ở Việt Nam luôn. Dạ em sinh sống ở Việt Nam cùng với vợ em và cùng với gia đình, có mẹ và có cả gia đình chị ở Việt Nam nữa. Mê Việt Nam lắm hay sao ở Việt Nam? Riêng em thì thấy là ở Việt Nam thích hơn là ở Hàn Quốc ạ. Hôm nay em đến đây quay chương trình Vợ Chồng Son thì có người nhà đi theo cùng không? Dạ có mẹ với chị. Dạ xin chào. Xin chào. Rất hân hạnh. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Ni, công việc hiện tại của em là phun xăm thẩm mỹ. Dạ em năm nay 30 rồi. Rồi còn em? Dạ em chào hai anh chị, em là Thang Yubin. Dạ năm nay là 31 tuổi và em thì là hiện tại đang làm việc tại một cái công ty tập đoàn của Hàn Quốc. Dạ. Rồi bây giờ kể cho chương trình biết đi, cái tình cảm của các em bắt đầu như thế nào? Dạ anh này là bạn thân của anh người yêu của em. Một lần đó ổng dắt cái ông này ra, cái em nhìn thấy em nói chết rồi, cái đối tượng của tôi là nằm ở đây không phải là cái anh kia rồi. Em về cái là em suốt ngày em tơ tưởng theo ông này, cái em mới nói với ông kia là đi đâu cũng dẫn cha này theo đi. Cái ông kia cũng tưởng thiệt, cái đâu cũng dẫn theo hết. Cái có một lần là hả, anh hẹn với em đi chơi hai người nhưng mà không lên đón em được, cử đại diện anh này đi, anh này đi với em là đi từ bữa đó luôn. Nhưng mà lúc đó là em bao nhiêu tuổi rồi Ni? Dạ lúc đó còn nhỏ, em mới học lớp 10. Em nghĩ là em lúc đó là rất là ngây thơ, không có biết gì hết. Có bạn rủ đi thì đi chơi cùng. Sau đó thì tự nhiên hai người nó thân nhau hơn, có một cái tình cảm đặc biệt hơn so với lại những người bạn khác. Đâu Ni kể đi Ni, cái cảm giác của em lúc là thời điểm đó em phải xoay sở như thế nào để mà cái người kia hiểu được mình? Thì như em không quan tâm tới cảm xúc của bạn trai em nhiều, em chỉ quan tâm tới cảm xúc của ông chồng em thôi. Em chỉ thấy là anh em bắt đầu anh bật đèn xanh cho mình rồi tự nhiên lên đón em, cái rủ em đi coi phim để em sướng mà em sướng lắm luôn á. Vô trong rạp phim tự nhiên nắm tay em nói trời ơi chính dính rồi, vậy là dính rồi, về là chia tay ông kia gấp để quay qua ông này. Trời ơi vậy hả? Tại vì là thời gian mà Ni quen bạn em thì mới chỉ tầm 1 tháng 2 tháng. Nên bạn cũng nói là không có để ý đến cái vấn đề đó nhiều. Dạ đúng rồi, mới lớp 10 thì tình yêu nó cũng trẻ con. Đúng rồi, con nít mà. Hai em là quen nhau bao lâu mới cưới? Dạ tầm 8 năm. Lúc đó em chắc em cũng ghiền phim Hàn Quốc hay sao, hay là như thế nào mà tại sao lại bạn này mà gặp cái là em thấy đó là mẫu người của em liền? Hồi em cũng thích phim Hàn Quốc mà ông này hồi đó ông đẹp trai rồi nhỏ xíu mà đã được chạy xe máy mà chạy mô tô nữa. Trời ơi mà em thấy là đối xử với mấy bạn nữ khác là rất là dễ thương. Em thích lắm, mê quá trời luôn. Em học trường ở quận 3 Marie Curie, ông này ở Tân Bình ở xa em. Hot lắm, từ trường em ai cũng biết ở bên trường đó có anh này hết, anh này là hot boy bên đó luôn. Còn em lớp mấy? Lớp 10 luôn ạ. Tại vì là em đến Việt Nam lúc 6 tuổi và học 1 năm tiếng Việt xong rồi vào trễ. Thực sự cái tình yêu mà nó nảy nở theo kiểu giống như là nam nữ mà trưởng thành á là bao nhiêu năm sau? Dạ tốt nghiệp xong rồi mới thấy nghiêm túc hơn. Trưởng thành rồi, lúc đó trưởng thành rồi. Có thể cho phép tất cả mọi thứ rồi đó. Thì hai đứa lần đầu tiên là ở đâu? Dạ lần đầu tiên là tụi em đi du lịch, gia đình nhà chồng em á, chị với mẹ em dắt đi theo, 4 người ở chung vậy để kiểm tra luôn kiểm tra 24/54. Cái xong rồi đi mall 4 người chung thì ông này cũng nói là ổng nhóng mặt nhức đầu, sắp biên đủ chưa vậy, đi về đi anh nằm chút đi. Cái em nói thôi anh về trước đi. Ông nói thì em có lương tâm không, anh xách đồ cho em nãy giờ mà em để anh đi về con mình thôi hả? Em cũng suy nghĩ tưởng thiệt, mặt cái xanh đẹp thế đấy luôn. Về tới khách sạn tự nhiên thấy vui trở lại liền, hạnh phúc ơi là hạnh phúc luôn. Cái rồi xong rồi ông dắt em vô phòng rồi cái chuyện gì tới nó tới luôn. Ông nói là phải tranh thủ lẹ lẹ lên chứ mẹ chị già là chết luôn. Cũng là lén mẹ với chị đó. Lúc đó là tại vì mới tốt nghiệp ra trường và đang là trong thời gian như là bạn bạn gái em cũng đang đi học đại học. Mẹ với chị thì muốn kìm lại nhưng mà
hai đứa thì chưa. Mà mẹ có biết là cũng lâu rồi, kiềm chế tại vì là không? Thời gian quen nhau cũng tương đối là lâu. Dạ. Đúng rồi, cũng 4 năm ha, dạ. 3 4 năm rồi. Ừ. Rồi đấy. Trong quá trình yêu thì có cái biến cố gì xảy ra không? Chia tay thì cả ngàn lần. Người mà chủ động chia tay nhiều hơn là Ni. Thì em cũng lâu lâu cũng có. Có lần chia tay dài nhất cũng gần cả năm á. Lý do? Đôi hơi bạn bè mê chơi game rồi đi linh tinh chơi, xong rồi đặt tập tành hút thuốc nữa, hỏi em là thế hút thuốc ngầu không? Ngầu không thấy được không? Xong rồi em nói là không, dừng lại đi, không có chịu vậy nữa. Vẫn tiếp tục như vậy, cái bực mình cũng gọi điện thoại mét mẹ luôn. Em nói là mẹ ơi, con biết Jubin có nhiều tiền lắm, đi làm kiếm tiền. Ông này thì ông cấm em nói. Em đi nói hết luôn đó là còn chơi với bạn xấu nữa rồi anh này anh giận nó là ai cho gọi mét như vậy. Từ nay là đừng có gặp nữa nha. Tức là gần cả năm không gặp nhau luôn. Mét mẹ của Bin. Tại sao một năm sau lại quay lại? Ai là người chủ động quay lại? Hình như là người chủ động là em. Chắc là anh mày còn gì nữa. Thôi em. Trong thời gian đó là Ni cũng có quen một người khác và em cũng có quen một số bạn gái khác, nhưng mà thấy không có hợp và cũng không thấy tình cảm như là hồi quen Ni. Giờ muốn quay lại thì gia đình anh phải đi qua gặp nói chuyện với ba mẹ để mình tiến tới hôn nhân, mình cưới luôn, chứ mình quen cũng lâu rồi, cái anh này cũng nghe lời. Thì bao lâu thì cưới? Gia đình nhà chồng qua nói xin phép nhà em cưới, thì nhà em mới nói là thôi một năm nữa rồi hẳn cưới, thì cái dính bầu mất tiêu. Thì qua nói cái 2-3 ngày sau cưới luôn. Thôi đó là trời, còn có một tháng à. Nhà ba mẹ em khóc quá trời luôn. Em nói trời ơi con gái ngứa gì mất mặt quá đi, trời nhà em người Huế nữa, nên nghe cái đó là mẹ em té ngửa luôn, ba em còn viết tâm thư cho em tùm lum hết trơn. Em nói là ba mẹ làm cái gì vậy, bên kia vui quá trời mà tối còn rủ em đi ăn đêm ăn bồi bổ sức khỏe mà tự nhiên về đây khóc gì thì ghê vậy. Tụi em cũng đã quen nhau một cái quá trình nó dài như vậy và có một cái kết cũng viên mãn. Tật xấu của anh Bin này nhiều không Linh Ni? Chồng em là không có lãng mạn, nhiều khi có bữa em đang sấy tóc ông lại giật cái máy sấy, ông sấy cho em, trời em cảm động, chắc là chuẩn bị nói yêu em rồi, cái nhìn em âu yếm nói anh nhớ mấy con chó của anh ghê rồi đó, anh cũng sấy tóc cho nó như vậy. Rồi thật xấu gì nữa? Với lại là em hay chọc ảnh là yếu đuối á, về xỉn lên cái là hả vồ vập vô em giống như là anh là con sư tử đực nè, anh tới với em đây. Ông bay tới ông xé đồ xé đẹp tùm lum hết trơn á. Em cũng đang chống cự quá trời nhưng mà hạnh phúc quá, cái quay ra ông ngủ mất tiêu á, lần nào ông dậy hết trơn không có làm gì. Sao ông chơi kiểu kỳ không? Làm hổ xong mình kiệt sức tại vì lo vồ quá đó rồi xé đồ mất hết sức rồi quay lại sao già sao mất em. Cái lần sau em rút kinh nghiệm, chồng em bắt đầu vồ vập vô, khi em nói em không chống cự thì chồng em mất sức quá quay ra cũng ngủ tiếp. Bây giờ còn vồ vập nữa không, kiểu đó không? Nó duy trì tới giờ luôn á. Mỗi lần xây lên thì em thích làm thường một như vậy. Tỉnh có bao giờ anh hóa thân thành cọp tình sư tử được không? Dạ không, yếu đuối, vẫn yếu đuối cái style đó vậy luôn. Trong cái chuyện nó cũng vậy, cái giờ em làm cái gì ông cứ thiên con gái vậy đó, ổng là dây nữ mà ổng cứ quay mặt ra ổng mắc cỡ ổng cười ổng nghẹn nhiều nó thích, nhưng mà sao mà em dê dữ vậy, sao dê dữ vậy đi, ghê quá đi. Là tới bây giờ là sống với nhau 8-9 năm rồi mà vẫn còn e thẹn. Dạ, trong cái vụ rồi. Đó đúng không? Ảnh hiện thùng em không có quen đó. Được nó hơi ngại quay mặt vô cái là trời ngại quá, sao em làm vậy ngại quá. Rồi có hay giận hờn vu vơ gì không? Trời như con gái hay giận lắm á, mỗi lần mà gọi chi em mà không bắt máy cái là em làm cái gì vậy, em hết yêu anh rồi phải không, ngồi ăn cơm ngồi nói với em là hôm nay có gì vui không em kể cho anh nghe với, cái em nói là hôm nay không có gì đặc biệt hết á, em ơi nhưng mà em có yêu anh không? Trời hỏi cái câu đó thôi mà cái đầu mâm cơm tới cuối mâm cơm chắc 15 lần luôn á. Em không có trả lời nữa, mệt quá, cái đứng lên uống nước cái là em có yêu anh không vậy? Em lầy gì? Lầy dễ sợ lầy. Em theo anh thấy đó là cái cử chỉ lãng mạn đó em. Em ghét không trả lời nữa thì lại giận quay ra nó biết ngay mà. Giờ lấy ta về rồi cứ vậy phải không? Đâu có thèm. Lấy tôi về đó. Coi như hái hoa bẻ nhụy xong rồi là bỏ tôi bên trời. Em thích nghe ngọt lắm nhưng mà ông này không bao giờ nghe ngọt hết trơn á. Nói cho cái câu mà ngọt ngào nhất em nói với vợ em đó là câu gì? Em nói là anh yêu em thôi chứ anh cũng yêu em. Em phải nói trước sao mà anh cũng yêu em thôi. Tới Bin đó, Ni có tật xấu gì không? Dạ quá nhiều ạ. Nó chọn lọc ra hơi khó. Nhưng mà như là Ni thì từ nhỏ đến lớn đều không có làm việc nội trợ hoặc là nấu nướng, nên về những cái việc đó hơi tới bây giờ cũng vẫn chưa được tốt lắm. Vẫn còn vụng về xíu. Vụng về nhiều. Nhiều luôn á. Ủi một cái áo cho con
mà mất 2 tiếng đồng hồ. Em có lâu lâu cũng có than là hôm nay anh làm việc mệt quá, anh làm căng thẳng quá. Thì Ni cũng than ngược lại, nói là em cũng ở nhà mệt lắm, làm việc nhà, giặt đồ, ủi đồ, nấu cơm. Em cũng nghĩ là những cái công việc ở nhà cũng sẽ rất là mệt đối với người phụ nữ mà làm nội trợ. Đêm về thì thấy Ni nói là bây giờ em phải ủi đồ. Thấy một tiếng sau, thấy Ni vẫn ủi một cái áo. Xong rồi một tiếng sau đó nữa em qua lại thì vẫn ui cái áo đó. Không phải là áo của người lớn nữa, áo đứa con trai. Ngày hôm sau đi học con rồi là xấu gì nữa. Và có hay chọc ghẹo chồng không? Mỗi lần giận lên hay là có việc gì đó thì thường là nói với em thì em nói là em không thích như vậy nhưng mà vẫn nói. Vậy đó hả? Dạ không, không phải đâu anh kỳ. Ông kêu em là đi heo, đi heo. Cái em đâu có giận đâu, em mới kêu lại vô bên chó. Cái tự nhiên giận em á, sao chồng mày kêu vô chó vậy mày? Cái vậy là giận á. Nói em là BD. Nói em là giống như con gái mới lớn. Giờ giống con gái mới lớn quá trời. Chuyện phòng the thì lúc nào cũng núp gần bên, chú vô góc cho em bắt cỡ quá, ngại quá. Còn á hả, về nhà cái bình nước bự 20 lít vậy nè. Em nói là thôi để em khiêng cho, không sao đâu. Em khiêng, vậy mà cũng để cho em khiêng thiệt. Khiêng xong rồi nói ôi tập yoga khỏe dữ ha, bữa sau em khiêng luôn nha Ni. Chịu nổi không chị? Thì em định khiêng rồi mà Ni nói là thôi để em khiêng cho, thì thôi để thì nghĩ là khiêng được mới mình dành. Dạ nên em mới để em dành giả bộ thôi chứ bộ em đâu có dành thiệt đâu. Anh thiệt tình đó em. Đó Bin có biết cái câu mà con gái nói có là không, con gái nói không là có không? Dạ dạ con biết bài đó không? Dạ dạ biết rồi. Đó là Ni xài cái chiêu đó đó. Không mà em không có hiểu được ý. Chán lắm, cứ nói em là em muốn gì nói đại ra đi chứ anh đâu phải thánh đâu mà anh đoán em mà được hay không, nói đại đi. Còn em không nói em thiệt thòi đáng chịu nha. Thì Ni muốn gì thì em đều đáp ứng, nếu mà không nói thì em không có biết được. Thì mỗi lần như vậy đó là em có khó chịu không Ni? Riết em quen rồi em thấy kệ BD chút xíu cũng sao, dễ thương. Dạo này điệu lắm, hồi trước thì không dạo có nhưng mà tự nhiên là sao quá trời luôn. Đây là... Nhưng mà sao dạo này lại điệu là sao? Đúng rồi, em cũng muốn hỏi chồng em sao dạo này điệu quá trời luôn, chăm chỉ đi tập gym nha. Xong rồi quần áo còn phải thôi, la em á là anh đi mà sao em phối cái này với cái này với anh gì vậy? Là đồ cái này của Bin là em phối à? Dạ, hồi trước là đi công tác là do em phối, em tự lựa xong rồi lựa cái ông gọi điện thoại vô đó là trời đất ơi, sao em đưa cho anh mặc cái màu này với cái màu này nhìn nó giống như là con nhộng vậy, ghê quá vậy. Cái lần sau em ghét quá, em bỏ đồ thiếu luôn. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn Bin thay đổi điều gì? Dạ, em muốn chồng em lãng mạn hơn chút nữa, với lại chủ động hơn trong cái chuyện đó một chút. Chứ đừng có yếu đuối như con thỏ, nó đúng là con sư tử đực giùm cái. Đừng có thể hiện được có 15 phút cái nghỉ. Coi như là làm sư tử đực trong lúc tỉnh, đừng có làm sư tử trong lúc say. Đúng rồi đấy chị. Ngủ không à? Đó. Rồi còn Bin, Bin mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em nghĩ là Ni là rất là tốt trong quan hệ vợ với chồng. Rồi anh em thì mong muốn là nếu mà Ni thay đổi thì mong mà Ni chăm chút cho hai đứa con nhiều quan hơn. Quan tâm với hai đứa con nhiều hơn. Ủa sao vậy? Sao vậy? Thường là những bà mẹ là khi mà có con rồi là hay bỏ bê chồng lắm á, lo cho con không à? Ni thì chăm chút cho chồng nhiều hơn là con. em thích lo cho chồng, chăm chồng hơn. Con thì từ từ thì nó cũng lớn thôi, chứ chồng cũng là cái người dính với em lâu nhất. Nhưng mà hai đứa nhỏ thì hiện giờ là ai là cái người chăm sóc cho? Mẹ của em. Vậy là coi như là tâm lý là y vô bà ngoại. Các bà ngoại năm nay nhiêu? Dạ 50. Chồng em không có muốn phiền mẹ nó là muốn biết là chăm hai đứa là rất là cực. Nhưng mà em có chăm chút cho hai đứa nhỏ không? Công việc của em là kinh doanh nên em cũng thường xuyên đi xa, thường xuyên về trễ, nên cái thời gian mà em gặp được con nó không có được nhiều. Coi như là mỗi người trong cuộc sống có một quan điểm khác nhau á Bin. Chỉ ngoại trừ khi nào mà bà ngoại á mà gào lên là bà ngoại nói là tao không đủ sức để mà tao chăm hai đứa nhỏ nữa thì lúc đó mình sẽ tính tiếp. Em nên hoàn toàn là không phải lo gì ngoài cái chuyện là bà ngoại cực ra, thì cái điều lớn hơn như vậy là bà ngoại đất đang rất là hạnh phúc. Tại vì cái tuổi 50 á là cái tuổi mà khi cái đứa con của mình nó lớn rồi, nó vụt khỏi vòng tay của mình, nó không cần đến mình nữa, thì cái đứa cháu đó là cái đứa mà nó lấp cái khoảng trống cho những đứa con. Đó, theo chị là như vậy. Ni có một cái nhu cầu là lúc nào mình cũng muốn chăm sóc cho chồng của mình, cho cái người đồng hành đến suốt cuộc đời của mình. Thì cái đó lại là một cái tư tưởng theo chị á, là tích cực chứ không phải là tiêu cực đâu. Bởi vì những người phụ nữ Việt Nam á là thường có như này, sanh ra rồi, sanh đứa con ra rồi là toàn bộ là dồn hết cho con, quên đi bản thân, quên đi cái người đồng hành bên cạnh mình là người chồng. Và có rất nhiều những ông chồng cảm thấy mặc cảm, thấy tự ti và rất buồn về cái chuyện đó.
Đó, thành ra là bây giờ em đang được hưởng, em đang được hưởng đó. Thì em cứ hưởng đi. Em tốt luôn. Em cứ hưởng đi, em đừng có băn khoăn gì cả. Tuy nhiên, ngoài cái việc mà thương chồng ra thì mình cũng phải nghĩ tới mẹ mình. Mình phải thương mẹ nữa. À, xin chúc em luôn hạnh phúc như thế này. Rồi. Trường á, đoạn gỗ cò kẹt, cò kẹt. Đúng rồi. Làm gì cũng phải hết sức là dịu dàng, êm thấm. Rồi vợ chồng cảm thấy là không có thoải mái, cứ mạnh chút là anh ơi, cái giường nó vậy 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 đó. Thì thôi lát nữa cái thấy mình như bực bội quá, bức bách quá, bung lụa luôn. Dạ. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Bích Trâm, em 25 tuổi và công việc hiện tại của em là một bà mẹ bỉm sữa. Bà mẹ bỉm sữa là một cái nhân vật phải nói là rất là vĩ đại. Dạ. Bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ là ở nhà lo tã và sữa cho con thôi. Thế còn anh? Dạ. Em tên là Trung, em năm nay 30 tuổi. Em hiện tại đang là nhân viên kinh doanh đó chị. Hai chồng là lấy nhau là bao lâu rồi? Dạ, 3 năm 2 tháng rồi. Trời, nhớ kỹ dễ sợ luôn. Dạ. Mà bà mẹ bỉm sữa này là lần thứ nhất hay là lần thứ hai? Bà mẹ bỉm sữa này là lần thứ hai rồi anh. Wow, có nghĩa là hai bé luôn đúng không? Dạ đúng rồi, 3 năm 2 đứa. Có quyết định là 4 năm 3 đứa không? Em cũng đang hướng tới cái mục tiêu đó. Trời ơi. Như vậy là chị thấy em với anh Bin nó có những cái gì đó rất là đồng cảm. Thì đây là ông bố bỉm sữa nè. Ba năm hai đứa mà anh cũng vậy luôn. Rồi, hai em là gặp nhau lần đầu tiên là như thế nào? Lần đầu tiên chúng em gặp nhau là ở trong cái công ty phân phối mà trước của anh này làm á. Thì mẹ em có một cái căng tin ở trong công ty đó, và em làm qua công ty phụ mẹ và chúng em gặp nhau. Có nghĩa là lúc đó là đang rửa chén gặp ông này. Dạ. Có nghĩa là thời gian đó thì em có nhân viên ở làm ở khu vực đó. Tại vì em coi ở khu vực quận 10 nữa, nên là có nhân viên ở khu vực đó. Thì nhân viên ở đó thì có một cô rất là chảnh, nên là yêu cầu em phải về đó cua cô đó. Nhưng mà cái lần đầu tiên em nhìn thấy cô này, em nhận xét gì về cô? Nói chung em chưa nhận xét gì, em tính cua thôi. Dạ, biết không? Dạ. Em thì thật sự em cũng không biết, nhưng mà có lẽ là sau này thì biết ra thì hai cái mục đích đến với nhau là giống nhau. Tại vì em cũng ghét anh cha này. Trời ơi, em ghét kinh khủng luôn. Tại vì á, khu vực đó thì có nhân viên mà những cái nhân viên đó thì là mối quen của cái căng tin của mẹ em. Thì có hai anh đó thì cứ xuống căng tin uống nước mỗi ngày ăn uống căng tin, là nói chung là tìm cái lợi nhuận cho gia đình rất là nhiều. Ông này về không biết làm được trò trống gì, vừa về lại đuổi hết hai người đó rồi. Giờ không biết là thấy ghét rồi đó. Thấy ghét rồi đó. Là xong rồi hai người đó mới xuống nói với em, cái thằng cha này về là thấy đuổi là thấy ghét rồi, bé Trâm em trả thù cho anh đi. Trời ơi. Ok, em cua trả thù liền chứ. Trời ơi, thấy ghét quá mà. Dạ. Thầy luôn. Trời ơi, thì ra tình yêu của họ xuất phát từ cái việc gọi là trả thù. Dạ. Rồi đến bao lâu thì yêu? Khi mà bắt đầu mà nhắn tin qua lại với nhau thì rủ đi uống cà phê, đi ăn uống đồ. Em dẫn theo một đám bạn của khoảng 7-8 đứa gì đó. Dạ. Ăn mà cho tốn tiền mà. Ăn ngập ghét. Mặt luôn đó. Đó cái dạng vậy đó, ăn cho mình ngập mặt luôn, cho ghét mà, cho bỏ ghét. Ăn bỏ ghét đó chị. Đó, thì cũng khoảng thời gian đó thì em cũng làm mai nhiều người bạn em cho ổng lắm. Dạ. Nhưng mà ổng thì không thích. Sau đó khoảng một tháng thì ảnh mới nói là ảnh thích em đó, rồi thôi mình quen nhau đi. Sau đó một tháng nữa thì tụi em bắt đầu chính thức yêu nhau. Rồi sau đó bao lâu thì cưới? Khoảng 4 tháng đó là cưới. Phải không? Lâu quá. Thật sự đơn giản thôi. Tại vì cả hai bên cùng yêu nhau là phải cưới không? Bởi vì yêu là cưới. Chứ mà trong cái quá trình mà từ mà cái 4 tháng để cưới, nó cũng có gặp, thật sự là em không có công khai. Nên là trong gia đình hay là trong bạn bè hay trong đồng nghiệp tất cả đều không biết. Thì tới ngày hỏi cưới á, thì gia đình của bên em thì không tin là sẽ đi cưới vợ. Thì mới yêu đúng quá bởi vì mà không... Dạ không, đúng không? Rồi anh, cái tình trường của ông này trời ơi dày đặc lắm. Trời ơi, tôi biết mà, cũng dài, cũng dính tiền luôn. 5 tháng là cưới liền. Rồi á, là 5 tháng đó là có vượt rào trước không hay là chừa tới đêm tân hôn luôn? Không có vượt rào chị. Hay vậy? Khó. Tình trường dữ không có, vậy khó, đó. Khó nên là trời đâu qua được em chị. Khó rào lại khó. Dạ. Em rất là sợ, tại vì cái tình trường của ổng là như đều như đó. Vậy em sợ em là cái nạn nhân tiếp theo cho đó. Nên là em tính cổng cao tường với ổng. Trời ơi, rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn rất là buồn cười. Sao vậy? Tại vì ở quê á chị, là cái phòng thì nó san sát với nhau. Mà cái phòng của vợ chồng em á là mở cửa ra là ngay cái phòng khách. Đó, cho nên mà lúc đó đám cưới thì đông mà cái giường á, đoạn gỗ á, cò kẹt, đúng rồi. Làm gì cũng phải hết sức là dịu dàng, êm thấm. Rồi vợ chồng cảm thấy là không có thoải mái, cứ mạnh chút là
anh ơi, cái giường nó vậy 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 đó. Thì thôi lát nữa cái thấy mình như bực bội quá, bức bách quá, bung lụa luôn. Dạ. Là có nghĩa là cả nó kêu tự nhiên đó. Mặc cho tự nhiên nó cứ sao không xuống dưới đất. Ở dưới quê mà đúng không? Dạ dạ. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? 3 năm 2 tháng. Dạ, dạ đúng rồi. Vậy thì ở với nhau thì có thấy cái gì? Có khắc khẩu, có hay cãi nhau không? Khắc khẩu cãi nhau thì ngày nào cũng cãi nhau, ngày đó ăn cơm cũng vô. Khoảng 6 tháng đầu á, cãi nhau miết thôi. Tại vì dạ, như là chắc là cái khoảng thời gian yêu nhau nó ngắn quá đó. Cãi nhau đến mức mà phải là viết đơn xin ly dị để trên đầu. Chỉ cần thấy là ký vô là đưa lên là quốc thôi. Dạ, thật sự luôn. Cái thời điểm mà tụi em hay gây lộn như vậy là kéo dài trong bao lâu? Khoảng 6 tháng đầu luôn á chị. 6 tháng đầu đó. Dạ, dạ. Liên tục luôn á chị. Dạ. Trước khi sanh con luôn á hả? Dạ, trước khi sanh con. Dạ. Tại vì tụi em lấy nhau xong 9 tháng sau mới có đứa đầu tiên. Ừ. Sau khi sanh con còn cãi gì vẫn nữa? Cãi mà. À, sau dạ, khi sanh con vẫn còn cãi. Tại vì cãi mới ăn cơm ngon. Đúng không? Dạ. Tức là trước khi sinh con thì còn có thể chấp nhận được, nhưng mà nếu mà sau khi sinh con rồi mà vẫn cãi như vậy thì em thấy làm sao? Đỉnh điểm là khi mà em sinh bé thứ hai, mẹ chồng ở quê thì vô là nuôi phụ cho mấy ngày. Thì giữa hai mẹ con không có thống nhất với nhau, là tại vì mẹ thì chăm con theo cái cách truyền thống mẹ ở quê. Còn em thì nhất em nghe theo bác sĩ, em chăm theo con theo cách hiện đại của em. Thì cho nên là hai mẹ con không có đồng nhất với nhau về cái việc đó. Cho nên là có những cái câu mà em nói ra làm ảnh hưởng đến mẹ, mẹ rất là buồn và mẹ khóc. Thì chồng cũng có về nói lại với em, thì em cũng thấy là mình sai. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì tâm lý cũng không có ổn định tại sau sinh mà. Rồi đến một tháng sau đó thì là đám cưới của em chồng ở quê á, mẹ chồng mới kêu là cho con gái lớn của em về. Mà con gái lớn của em lúc đó thì chỉ mới có 15 tháng thôi. Thì em không đồng ý, tại là đi đâu cũng phải có ba mẹ, tại đúng con rồi, nó còn nhỏ quá mà. Thì chồng cũng nhắn tin kêu là em thế này thế khác. Thì nói qua nói lại em bị lên máu sản hậu. Em thành ra là em bị trầm cảm. Em phải uống thuốc điều trị một thời gian. Lúc đó là em bé thứ nhì là mấy tháng? Em bé thứ nhị được khoảng 1 tháng mấy 2 tháng. Trời, mới 1 tháng mấy, em bé kia là 15 tháng à? À đúng rồi. Thì em bị trầm cảm. Nên là đối với em mọi chuyện nó như là cả thế giới quay lưng với mình vậy. Em rất là buồn luôn. Là tại sao mà chồng mình lại không hiểu mình như vậy? Thật sự là em cũng buồn, khó xử một bên vợ một bên mẹ. Nên em cũng rất là ức chế, bị nói chung là rất là nặng. Thời gian đó em lạnh nhạt, nói chung em đủ thứ hết. Nói chung em kiếm chuyện đủ thứ cuộc đời hết. Thế mà lúc đó là em kiếm chuyện với vợ là chủ yếu hay là kiếm chuyện với những người xung quanh? Nói chung là chỉ kiếm chuyện với vợ thôi. Nên là nhiều đêm vợ bị áp lực quá, chị không nói thì lên thì co giật rồi cũng rất là nặng. Nói chung ba mẹ cũng khuyên rồi nhiều cũng nói. Cuối cùng thì em mới bớt đi. Nhưng mà em có biết lúc đó vợ em bị trầm cảm không? Dạ thật sự là em biết, em cũng không quan tâm nữa. Tại em thấy mẹ mình cũng buồn, thấy vậy nên em cũng không quan tâm mọi thứ hết. Em bỏ mặc kệ, em làm gì làm. Vậy hả? Thực sự là bây giờ tụi em đã vượt qua rồi. Dạ, đúng không? Bây giờ là em bé thứ nhì là bao nhiêu tháng? Em bé thứ nhì là gần 6 tháng rồi chị. Gần 6 tháng. Như vậy là chuyện xảy ra mới đây thôi đúng không? Dạ đúng rồi, cũng mới đây. Ồ, như vậy là bây giờ là em đã cảm thấy em hết hẳn cái trầm cảm đó chưa? Em nghĩ là chắc cũng còn tiềm tàng đâu đó trong người mình, vẫn còn cái sự trầm cảm. Tại vì em á, nhiều khi là em cũng hay nghĩ theo cái hướng tiêu cực lắm. Em biết điều đó nữa. Ví dụ như chồng em mà có nhắn tin với cô nhân viên, có một cô nhân viên đó nhắn tin với chồng cách rất là nhõng nhẽo, anh Trung mới nay em mệt quá, em nghỉ nha, em này nọ. Chị thấy như vậy nè, rất là may á, là em đã vượt qua được cái giai đoạn đó. Và hôm nay á, tụi em đến đây thì là đúng là chị nghĩ nó là một cái duyên đó. Tại vì như vậy nè, theo cái cách nói chuyện của vợ em thì vợ em là một cô gái mà rất là hoạt bát, tức là sống hướng ngoại nhiều, chứ không phải là người hướng nội. Mà nếu như trong trường hợp vừa rồi, nếu vợ em là một người hướng nội á, là cái chuyện kinh khủng nó đã xảy ra rồi. Rất may mắn là vợ em á, vì là hướng ngoại như vậy cho nên cô dễ quên á. Giống như em cũng dễ quên, xong em rồi ngay thôi. Đó rồi lại thôi, ngay đó là thôi liền. Thật sự là khi mà cái vụ đó nó bể ra rồi, em mới thấy là mình là người vô trách nhiệm. Đúng, cái đó là vừa rồi là em dở lắm á, vừa rồi là em được dở. Bữa đó em nghĩ là một là cô ấy sẽ bị bệnh rất là nặng luôn, hoặc là nằm một chỗ bỏ hai đứa con luôn. Nên em rất là lo. Nguy hiểm lắm á. Thực sự là như vậy nè, với những cái khán giả truyền hình mà khi mà các bạn mà xem và chứng kiến cái câu chuyện của cặp vợ chồng này thì các bạn phải rút ra được một cái điều là nếu như mình ở trong cái trường hợp này á, là cái người đầu tiên trong việc này sáng suốt phải là người chồng. Tại sao hồi xưa là các cụ không nói vấn đề trầm cảm sau sinh nhiều? Là bởi vì cái phương tiện truyền thông nó không có nhiều để mà mình biết. Nhưng cái chuyện nó đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Hơn nữa thời điểm này khi cái người phụ nữ họ phải vừa làm công tác xã hội vừa làm việc gia đình thì cái việc trầm cảm sau sinh của họ còn kinh khủng hơn ngày xưa nhiều. Đó ha. Thì chị nghĩ như vậy nè. Cái quan điểm của vợ em trong trường hợp này chị rất đồng ý. Có nghĩa là con em đi đâu phải có cha có mẹ. Con em còn quá nhỏ, 15 tháng nhỏ lắm em, mới có một tuổi mấy đúng không em? Cho nên làm gì làm ông bà có thương mấy đi chăng nữa thì thứ nhất sức khỏe ông bà yếu rồi. Cho nên là chăm cháu mà thức đêm thức hôm với cháu, hay cháu bệnh hay là cháu quấy cháu khóc là rất nguy hiểm. Vừa tốn sức khỏe ông bà, vừa tốn sức khỏe của cháu, mà ở đây vợ em đâu có yên tâm. Em cũng đâu có yên tâm được, đúng không? Vợ lại mới sinh nữa, cho nên cái quan điểm của vợ em trong trường hợp này là đúng. Thì đáng lý ra trong thời điểm đó em phải là người khuyên mẹ chứ. Mẹ nói mẹ ơi ABCD về nè. Đúng không? Đó thì đáng lý em phải là người làm việc đó. Tại vì em thấy vợ em nó hơi bị áp lực, hai đứa con á, em đi làm ra ngoài á, nên ở nhà hai đứa nó làm cho có thể là nặng hơn, nên là em mới em sợ cái điều đó, đúng không? Nhưng mà em phải nhớ rằng á, cái mệt sức á nó không kinh khủng bằng cái mệt não. Có nghĩa là chẳng thà vợ em nó cực chút xíu nó chăm, nhưng mà cái đầu của nó thảnh thơi. Chứ không bây giờ vừa chăm đứa này xong cứ nghĩ cái đứa nhỏ ở ngoài kia làm sao. Rồi đêm ngủ không được, rồi lỡ mà bà mà điện vô là con ho hay con sốt là còn chết nữa. Đúng không? Nhớ rút kinh nghiệm cái đó. Đó, cái thứ hai nữa là bây giờ em vẫn còn phải làm một việc là em phải nghiên cứu cái bệnh trầm cảm sau sinh. Tại vì chuyện xảy ra là mới đây thôi. Cho nên là hơn ai hết là chị nghĩ rằng em phải sát cánh bên vợ em. Và bây giờ em vẫn phải là người á giải thích với mẹ, với ba. Để chi? Để cho bà hiểu được cái chuyện xảy ra vào 4 tháng trước đây. Nó không phải là lỗi của vợ. Nó là những cái gì nó hoàn toàn về mặt sinh lý, về mặt bệnh lý. Chứ không phải là tâm vợ em muốn như vậy. Là em phải làm điều đó. Tuy nhiên á thì qua cái số này, nếu như mà ba mẹ của em có xem á thì chị cũng xin chia sẻ một chút xíu là nên thông cảm cho cô con dâu của mình. Và thực sự là Vân rất chúc mừng á, là gia đình, tức là chúc mừng cô con dâu này đã vượt qua được cái thời điểm khó khăn đó. Chứ thực sự khi nghe Vân hết hồn luôn. Cái áp lực của em lúc đó là quá lớn, cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Tại vì ít ra khi em bị cái khác thì bên cạnh còn chồng, nhưng mà ngay chồng em cũng đã nói là thời điểm đó ảnh cũng thông cảm được với em luôn. Thì mà em đã tự vượt qua được, mà con thì lại còn quá nhỏ như vậy cả hai đứa. Thì thực sự là em rất là bản lĩnh ha. Em cố gắng em giữ cái bản lĩnh đó để làm chỗ dựa cho hai đứa con của mình, đúng không? Và chị chắc chắn là sau cái chương trình này chồng em sẽ hiểu được vấn đề, và chồng em sẽ sát cánh bên em ha. Và cũng nhân cơ hội này thì em có muốn nói lời gì với ba mẹ chồng không? Con cũng muốn nói với mẹ là trong lòng con thì cũng thương mẹ như là mẹ ruột của con, chứ bao giờ con nghĩ mẹ là mẹ chồng. Nhưng mà vì con là một người không có khéo nói, lại hai mẹ con ở xa nhau như vậy thì cũng không có thời gian mà ngồi rồi nói chuyện với nhau nhiều. Chứ thật sự con không có muốn làm những cái gì cho mẹ buồn đâu. Con cũng biết là mẹ buồn con rất là nhiều. Con cũng qua chương trình này con cũng muốn gửi lời đến xin lỗi mẹ. Mong mẹ hiểu cho con và đừng có giận con. Nói chung là cùng qua chương trình này thì anh cũng đứng ra xin chia sẻ là có lỗi trong cái chuyện này, nên là hứa với mọi người, với hứa với gia đình là anh sẽ từ nay anh sẽ thay đổi để chăm sóc em với gia đình tốt hơn. Rồi, giờ đứng lên ôm chồng của con, chồng hứa rồi đó. Xin chào, bây giờ mời hai vợ chồng Son giới thiệu về mình. Vâng, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Xin chào khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Mình là Thi Thảo, và hiện tại bây giờ thì mình đang có một trung tâm đào tạo MC, kỹ năng nói chuyện trước công chúng, nói chung về kỹ năng mềm. Chào chị Hồng Vân ạ, chào anh Quốc Thuận. Xin chào khán thính giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay. Tôi là Phạm Hoàng Nam, hiện tại đang là trưởng đại diện của hệ thống hỗ trợ pháp lý Cabin Law. Ủa, nhưng mà bây giờ là anh thật sự là anh chưa biết tuổi của hai chồng luôn á. Em năm nay 40 rồi. Em năm nay 47. Tại sao 40 với 47 mà bây giờ mới gọi là son? Bởi vì là bọn em thực sự là cưới nhau cũng chưa được lâu lắm, mới được gần 7 năm thôi. Hai bạn đã có em bé chưa? Tụi em nếu mà nói là chung thì bọn em không có, nhưng mà tụi em đang có 3 đứa, là anh Nam có 2 và em có 1. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với phần chính của chương trình, là lần đầu tiên anh Nam gặp Thảo đó là ở đâu và ấn tượng về nhau ra sao? Chính xác nói là cái duyên, lúc đó Thảo ở Hà Nội và em thì ở Sài Gòn. Thế thì Thảo vào đào tạo, cái buổi đầu gặp nhau thì chỉ mang tính gọi là xã giao thôi. Thế thì gặp Thảo thì cũng mình cũng coi như một chuyện bình thường thôi, nhưng mà chỉ đến lần thứ hai thôi, có nghĩa là cách đấy có khoảng độ tầm 2-3 ngày trong một cái bữa ăn.
Thế thì cũng khoảng độ 10 người, 15 người gì đấy. Thì mọi người ngồi rất là nghiêm túc, tức là cái không khí nó rất là căng thẳng. Thế thì cái tính của em thì lại là giao lưu. Em bắt đầu mới nói, thì cái khả năng ăn nói của em là em thường là đè bẹp những đối thủ khác, đùa nhau hoặc là đi tranh cãi vấn đề gì đó thì thường là mình thắng đến 95-99%. Thế nhưng mà hôm đấy thì em gặp đối thủ là Thảo. Thảo bắt đầu cũng nói qua nói lại. Thế là chỉ có hai người tung hứng trên cái bàn đó thôi. Cả nhóm không ai nói, chỉ có hai người nói rồi đó. Và sau khi bắt đầu chỉ khoảng độ 3-4 câu là bắt đầu tất cả mọi người là dường như là mọi người bỏ đũa xuống, bắt đầu mọi người nhìn bọn em xem là bọn em đang nói cái gì. Nói khoảng độ 10 câu thì em bắt đầu em giật mình. Ôi, em bảo sao cô này trẻ hơn mình 7 tuổi, cô này thì cũng đi đào tạo bình thường chứ cũng không phải là gì là làm gì ghê gớm cả, nhưng mà tại sao cái tư duy ngôn ngữ của cô ấy cực kỳ sâu sắc và những cái logic của cô ấy, lần đầu tiên mình đang bị cứng lưỡi, lần đầu tiên mình không nói lại được. Thế chứng tỏ cô này có một cái chiều sâu gì đấy mà mình cần phải khám phá. Và bắt đầu lúc đó là ghi điểm số. Ghi điểm số là ví dụ là cô này nói một cái mà em không cãi được thì bắt đầu 1-0. Thế và cái cuộc chiến nó khá là nảy lửa, diễn ra cân sức. Nhưng mà kết quả cuối cùng thì em thua. Em thì thua một bàn thôi. Mấy không? Dạ, em thua một bàn thôi chị. Nhưng mà thua một bàn đấy là thua cả đời luôn. Sau này không dám cãi qua lại nữa. Từ đấy về sau là không bao giờ cãi nhau nữa. Nói qua nói lại vui vui thôi, em không nhớ kỹ. Nhưng mà nó là những câu chuyện phiếm, câu chuyện vui. Nhưng mà đến đoạn mà em nói xong anh Nam ngồi cứng lưỡi thì em cảm thấy rất là sung sướng. Khi nào thì các bạn mới phát hiện rằng là người này và người kia là hai người lại hợp với nhau và đi đến cái việc gọi là tìm hiểu nhau và quen nhau? Sau cái buổi gặp nhau á, thì bọn tụi em có làm việc với nhau qua lại và anh Nam cũng học trong một số những khóa đào tạo của em. Anh Nam gặp trục trặc thì anh Nam có gọi điện để tâm sự với em và giống như cô giáo gỡ rối á. Dạ, đúng. Thì lúc đó là tụi em ở xa nhau mà 2000 cây số, thì anh cứ nhấc điện thoại anh gọi, anh bảo Thảo ơi bây giờ như này anh muốn giải quyết vấn đề. Thế là em lại có thể chia sẻ, đưa ra lời khuyên, lắng nghe. Trong giai đoạn đấy thì anh Nam bắt đầu ly thân và thuê phòng trọ bên ngoài. Tài sản chỉ còn một cái xe Honda, lúc đấy là 39-40 tuổi rồi thì khá là lớn rồi. Mà tại sao lại dứt áo ra đi như vậy, và mình cảm thấy rất là thương. Trong giai đoạn đấy thì em lại ở ngoài Hà Nội. Thì anh Nam lại mời em với cương vị là một người bạn ghé qua nhà bố mẹ chồng để mà đưa một món đồ gì đó anh ấy gửi ạ. Thì khi mà qua thì bố mẹ giật mình bảo không biết là ủa tại sao lại có con gái đến nhà. Tại vì trước giờ thằng Nam là không bao giờ nó có bạn gái đến nhà hết, nó chỉ toàn bạn trai thôi. Thế và ông bà mời ăn trưa thì ông bà lại chuẩn bị toàn đồ nhậu và bia. Thì ông bảo thôi bây giờ đằng nào cũng thế rồi, chuẩn bị rồi, cháu có uống được bia không? Thế em thật thà em bảo cháu nhậu được. Thế là em ngồi em nhậu với bố mẹ chồng ngay từ lần đầu tiên sang đấy làm quen. Bố em á, thì có một cái đặc biệt, đó là ông phải ngủ trưa. Dù có quý ai đến mức độ nào đi nữa thì trưa ông phải ngủ. Nhưng mà riêng cái buổi đó, mặc dù là lúc đấy là tình cảm hai đứa thì vẫn chỉ là bạn bè thôi, là rất là bình thường thôi. Nhưng mà không hiểu làm sao mà lại ông thức, ông chờ và ông ngồi nói chuyện với Thảo mà cả trưa đêm không ngủ luôn. Lần đầu tiên trong cuộc đời là ông bỏ bữa trưa luôn. Bữa trưa luôn. Cả mẹ em cũng thế. Thế thì đến khi mà Thảo về một cái thì mẹ em nhấc điện thoại mẹ em gọi thôi. Thảo nó là bạn con thôi, nhưng mà tại sao mẹ cảm giác như là nó thân quen và nó gần gũi. Cái lúc đó thì là em thì là đã em đã ly thân. Coi như là ly thân rồi. Thế còn Thảo thì sao? Cái thời em điểm thì đó. Thời điểm đấy là ly hôn rồi chị. Là tụi rồi. Em làm sao mà nó diễn ra là đúng cùng một lúc. Dạ, cùng một lúc. Và có một điều nữa chắc cũng chia sẻ cũng không ngại ngần, có nghĩa là một chi tiết rất là đặc biệt. Em nỗ lực làm việc xong rồi đến cuối năm thì thường em sẽ có một cái chuyến du lịch nước ngoài 5 sao dành cho hai vợ chồng, mà từ cái thời 26-27 tuổi mà em đã có cái thói quen đó. Thì tháng 11 là sinh nhật anh chồng cũ của em ấy, thì là hai vợ chồng sẽ đi chơi. Thế thì khi đó là em mới kể câu chuyện đấy ra. Thế là anh Nam bảo ủa thế chồng em sinh tháng 11 à? Em nói là đúng rồi, chồng em sinh tháng 11. Anh Nam bảo ngày bao nhiêu tháng 11? Mùng 9 tháng 11. Tự nhiên anh há mồm xong anh trợn mắt lên. Anh nhìn em chân trối. Anh bảo năm bao nhiêu? Năm 76. Anh bảo anh mùng 9 tháng 11 năm 75. Có nghĩa là trùng như là hơn trùng sinh nhật. Thật sự là em giật mình, tại vì trong cuộc đời em đến lúc đó chưa bao giờ em gặp một người nào trùng ngày sinh. Chưa bao giờ luôn, chưa bao giờ biết một người nào trùng ngày sinh. Cho nên là thành ra là đúng là phải đi du lịch đúng cái tháng đó luôn. Bây giờ cũng vậy luôn đúng không? Tới bây giờ là sau đấy cũng thế ạ. Dạ, là cứ tháng 11 tháng 11 là tháng đặc biệt anh nhỉ. Nhưng mà cái giai đoạn mà anh Nam anh đi ra ngoài ở như vậy với một cái chiếc xe máy như vậy, vậy thì lúc đó là ảnh em có biết về cái tình trạng của ảnh là sống em, như vậy không? Em biết rất rõ, và thậm chí là mỗi lần vào Sài Gòn thì tụi em cũng qua chỗ anh Nam, một cái phòng trọ như phòng trọ sinh viên đấy chị, thì có 10 mấy mét vuông thôi. Và
cũng chia sẻ với anh chị là anh Nam có một căn bệnh từ bé là bệnh hen suyễn, hen bẩm sinh, và cái này là di truyền. Thì anh Nam là tầm 20 tuổi bước lên cái bậc cầu thang đã khó rồi, thở không được, nằm trên giường không thôi và đi cấp cứu suốt thôi. Nên là anh Nam là nỗi lo lắng của ông bà, nhưng mà cũng là tình yêu thương gọi là vô bờ bến gọi ông bà dành cho anh ấy. So với những người khác là anh Nam được quan tâm hơn, bởi vì bố mẹ biết sức khỏe của anh như vậy. Nên là khi mà anh ấy đi ra khỏi nhà và đi thuê cái căn phòng trọ đấy á, thì bố mẹ khóc rất là nhiều. Khi mà em sang chơi với ông bà là ông bà ngồi khóc không à. Thì giống như em cảm động về câu chuyện của ông bà kể cho em nghe về anh Nam. Rồi em nhìn cảnh sống của anh Nam, em thấy rất là cảm động với cách mà anh ấy hướng về các con, cách anh chia sẻ tình yêu thương với các con như thế nào. Thì khi nghe những câu chuyện đó thì em cảm thấy gọi là thương, thực sự thương. Mình không nói yêu nữa, tại vì nó qua cái giai đoạn mình cũng đang tổn thương. Nên là mình cũng không phải là yêu, nhưng mình thương người này. Và mình nghĩ rằng là anh này anh ấy rất là tốt, anh rất đạo đức và anh ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn. Đó chính là lý do tại sao về sau này em lựa chọn anh Nam, mặc dù biết rằng là anh Nam không có gì và cái lời mà tỏ tình của anh á cũng khá là đặc biệt. Tỏ tình sao? Vô cùng lãng mạn không? Vô cùng đặc biệt luôn. Lãng mạn lắm ạ. Lãng mạn cực kỳ luôn. Anh chị muốn nghe không ạ? Nghe. Dạ. Sau một thời gian gọi là thử thách đó, và thực sự mà khi đến quyết định với Thảo á, thì em phải cả một thời gian rất là dài, mình chăn trở lắm. Thế thì câu cầu hôn của em là như thế này. Em ơi, anh qua gần nửa cuộc đời rồi. Đến giờ phút này thì anh mới đủ dũng cảm để bày tỏ cái tình cảm của anh và mong muốn là gửi cái lời cầu hôn của anh từ trái tim anh đến em. Nhưng mà cùng theo cái lời cầu hôn đấy á, thì anh có một cái khối tài sản rất là lớn muốn chia sẻ với em. Đầu tiên á, là anh có một cái căn bệnh. Căn bệnh đó thì anh có thể chết bất cứ lúc nào. Dạ, tại vì cái bệnh hen suyễn mà chị mình nếu mình quá sức, mình không có thuốc là sẽ chết luôn. Và em thì bây giờ là hen bậc 4 mà nó chuyển thành sang gọi là COPD, có nghĩa là bệnh phổi tắc nghẽn phổi mãn tính. Đã 1/3 đường thở của em là không hoạt động nữa rồi. Đó là cái đấy, bệnh đó là em đã bị từ rất là trẻ. Đó. Thứ hai nữa là bây giờ anh đang có 2 đứa con và anh phải chăm các con. Kiểu gì anh cũng phải chăm các con, và các con là thứ tài sản lớn nhất của anh. Và bây giờ còn cái tài sản vật chất thì anh không có gì, bởi vì tất cả những tài sản anh dành dụng được thì anh để lại hết cho ba mẹ con. Và bây giờ anh chỉ có một thân một mình với cái đó, xe máy. Với cái xe máy. Dạ, cái xe máy thì thôi mình không cần tính ạ, tại vì nó phải tính là tài sản. Thì anh chỉ có như thế thôi. Và bây giờ công việc của anh thì nó cũng không phải là quá tốt. Đó, cho nên là và anh đang ở cái gọi là cái đúng nghĩa là đáy của cuộc đời. Có nghĩa là lúc đấy là anh chị tưởng tượng gần 40. Mình chấp nhận mình xóa hết đi và mình làm lại. Thì có nghĩa là lúc đấy mình cảm giác mình mất tự tin, mình bị chơi vơi, mình cảm thấy là nó rất là sao nhỉ, nó không phải là mình nữa. Và bản thân lúc đấy thì công việc cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tại vì lúc đấy thì em cũng đang là đảng viên. Thế nên là khi mà cái chuyện gia đình nữa thì nó rất là nhiều chuyện nó xảy ra. Thì lúc đấy mình cảm giác như là chưa bao giờ trong cuộc đời mình cảm giác nó đến mức nó như thế. Có nghĩa là mình suy sụp hoàn toàn, mình bế tắc hoàn toàn. Và gần như 2 năm đó thì nghĩ lại đến bây giờ vẫn còn rất là sợ. Bởi vì là cái một trong những cái giá trị quan trọng nhất của em đó là gia đình. Và con em thì ở rất là gần, chỉ có 1 cây số thôi, nhưng mà không được thường xuyên gặp các cháu. Em muốn nhiều khi về là đứng trước cổng, xong rồi nghe trong nhà xem chúng nó đang nói cái gì với nhau. Mình cũng không dám vào. Đó, và đến nỗi mà sau này có một con chó thì 2 đứa nó nuôi. Thì đến lúc là chó nó biết. Có nghĩa là nó khi em về đến đầu đường thì nó đã rít trong nhà, rít. Và 2 đứa trẻ con trong nhà biết là bố về. Khi mà anh chia sẻ như vậy thì em đã biết hết rồi. Chứ không phải mình không biết, anh nói thì cứ nói thôi cho nó hay thôi, chứ còn bản thân em là nắm hết rồi. Chứ có phải không biết đâu, biết chân tơ kẽ tóc từng gọi là đường kim mũi chỉ luôn. Đại rồi. Ngồi với bố mẹ mà đúng không? Dạ, ngồi bố mẹ kể này. Em xin bổ sung là không phải ngồi với bố mẹ đâu ạ. Như thế này, có nghĩa là bạn nào của em á thì Thảo ngồi hết. Anh gì là biết hết rồi. Dạ, và không những thế này, mà đặc biệt là bạn em bây giờ sau khi chơi với Thảo xong á là còn thân hơn em. Anh, em thân với Thảo hơn em. Anh, dạ. anh
em phải cẩn thận chứ, đúng không? Em phải tìm hiểu. Ví dụ như anh kể là một chuyện, bố mẹ kể là một chuyện, con có đúng là không, đúng không? Còn nhiều khi bạn bè mình ngồi mình lại khám phá ra nhiều câu chuyện mới thì sao? Và anh chị tưởng tượng á, là có những câu chuyện mà Thảo kể xong em giật mình. Em bảo là ủa, thế có chuyện đấy à? Tại vì mình không biết, bạn bè mình không nói, bố mẹ mình không nói với mình, nhưng mà đi nói với Thảo. Và cuối cùng có nghĩa là em mới phát hiện ra là ồ, hóa ra cuộc đời mình nhiều khi mình còn chưa biết trọn vẹn như Thảo biết về mình. Quá hay. Dạ. Đó, nói chung là em kể tiếp là khi mà nắm bắt được về anh Nam thì em nắm bắt trước rồi. Nên là nói thì mình cũng thấy rất là bình thường. Nhưng mà em có nói với anh Nam để mà anh Nam cảm thấy tự tin hơn. Em nói là anh ơi, hình như trời sinh ra em cũng có nhiều khả năng, nhiều năng lực. Nên là em đã từng thành công được ở ngoài Bắc rồi, ở Hà Nội rồi, thì em nghĩ rằng là nếu như em thay đổi môi trường sống mà vào Sài Gòn, một thân một mình em chưa quen ai hết, thì cũng giống như ngày xưa em ở Thái Nguyên, em lên em về Hà Nội học rồi em cũng xây dựng được sự nghiệp của em Hà Nội, thì anh đừng có lo, em có thể tự lo cho em và em sẽ lo cho con gái em lo cho bố mẹ em, giống như bây giờ em vẫn đang sống với bố mẹ và con như thế. Nên là anh đừng có bị nặng nề về vấn đề là trách nhiệm với em. Em không cần trách nhiệm với em, mà em cần một người để mà đồng hành với mình trong cuộc sống thôi. Và anh cũng không cần nghĩ đến chuyện phải mua cho em một chiếc nhẫn cưới, bởi vì chiếc nhẫn cưới thì có ràng buộc nhau vào, nếu sau này mình không có mình không có hợp nhau thì chúng ta vẫn có thể là chia tay nhau. Thế nên chiếc nhẫn nó không nói lên điều gì, và em cũng không cần anh phải lo đến chuyện mua nhẫn hay gì cho em hết. Em hoàn toàn không cần. Thế thì cho đến bây giờ cái chuyện nhẫn cưới bọn em vẫn đang giữ quan điểm đó là bọn em không sử dụng nhẫn cưới, không đeo nhẫn cưới. Thế rồi cái áo cưới thì sao? Câu chuyện cưới cũng vui lắm. Tức là lúc đầu tiên hai đứa bàn với nhau, anh Nam nói em ơi, tiền anh cũng có để cưới. Đây em chia sẻ với anh Thuận luôn là bây giờ không có tiền để cưới, mà em ở Hà Nội với anh ở thành phố Hồ Chí Minh, thì bây giờ làm sao cưới kiểu gì đây? Thế thì em nói thôi, lần này thì thôi mình cứ coi như bạn bè về nhà làm bạn đời với nhau thôi. Đăng ký kết hôn xong rồi về ở với nhau, chứ cưới xin làm gì? Thế thì khi mà tâm sự với bố mẹ anh Nam và bên nhà em, thì ông bà nói, ông bà nghĩ là sợ em thiệt thòi, sợ anh Nam cũng thiệt thòi nữa. Thế là tự nhiên anh Nam ở trong Sài Gòn là mọi người chuẩn bị hết, phía nhà em dựng rạp rồi, tất cả mọi thứ ở quê, ở Thái Nguyên. Thế còn lại là em cũng bận mà, làm việc hồi đấy phải làm việc để nuôi con nên là bận lắm. Một mình phải lo cho gia đình. Còn lại phía bên nhà anh Nam thì ông bà chuẩn bị sính lễ, anh biết đám hỏi, sính lễ mà nói chung là nó còn hơn cả những đám cưới bình thường, nó to, nhiều lắm. Em nhớ là ông bà chuẩn bị kỹ lắm. Thế xong rồi ông bà, em nhớ cầm một cái phong bì to như này này. Tiền chứ không có vàng vòng đeo gì hết, rất là thực tế. Xong đưa hơn mười mấy người một cái xe, hai mươi mấy người, nghĩa là họ hàng có bao nhiêu là ông bà đưa hết, có nghĩa là ông bà thể hiện sự trân trọng. Đấy cũng là một điều mà làm em cho em rất là cảm động. Bố mẹ chồng em ngày cưới cũng lại trùng với ngày cưới đầu tiên của em cơ. Chọn mà ông bà nhà anh Nam chọn mà chọn luôn đúng ngày cưới, đúng ngày cưới của em lần đầu á, như là nhân ảnh chứ không hiểu luôn, em không hiểu luôn, thật sự là không hiểu luôn. Thế là đó, thì kéo về xong thì vui lắm, người bê cháp cũng có chồng có vợ hết rồi, người nhà anh Nam là toàn người già già lớn lớn, người đỡ cháp thì nhà em cũng có chồng hết rồi, trai gái gì tùm lum, ai ra đỡ thì đỡ chứ không có dàn bê cháp gì đâu. Để xong vào rồi cũng tổ chức mấy mâm rồi mời bạn bè các thứ, thì bọn em có một cái đám cưới, có một cái đám cưới ở quê là ở Thái Nguyên ấy. Rồi ông bà nói thôi, bố mẹ cho con gần này tiền vào Sài Gòn để mà sống với Nam thì trang trải cuộc sống, tôi còn không vòng vàng gì nữa. Với lại xin phép ông bà là cho tôi đón dâu về Hà Nội luôn. Vác lên xe xong là hát đủ kiểu tiến quân ca rồi những cái bài mà ngày xưa ông bà quân đội mà. Nên là ông bà hát nhiều lắm, trên dọc đường hơn một tiếng rưỡi anh nhỉ, gần hai tiếng. Về đến nhà anh Nam là từ Thái Nguyên về đến nhà anh Nam là mẹ làm quản ca, xong là tất cả cô dì chú bác là hợp ca. Trời, vui quá vậy. Vui lắm, mà em được hát thoải mái. Mà ngày xưa em sợ nhất là mình cũng hát hò rồi nghệ thuật ấy, mà về mà bố mẹ chồng không thích thì chết. Thế nhưng mà may quá, thế nào vào đây đúng tủ luôn. Thế là ông bà đứng ra để mà hát hò rồi tổ chức hát hò vui lắm ạ. Thì lúc đấy là đám cưới đầu tiên. Thì khi em đăng cái ảnh mà đám cưới ở Thái Nguyên thì bạn bè em ở Hà Nội nó biết là em sắp đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh cùng với anh Nam rồi. Nó bảo là thế chẳng nhẽ mày đi vào thành phố Hồ Chí Minh mà mày không có cái tiệc để mà chia tay hay sao? Em bảo anh Nam chết rồi, anh Nam ơi, kiểu này anh phải bay ra rồi, chứ em có khoảng tầm 200 đứa nó đang muốn đói tham dự đám cưới. Tại vì em làm việc thì nhiều lắm, mối quan hệ của em nhiều, 200 người cơ. Bây giờ thôi tổ chức để chia tay mọi người, em cũng có nhiều thứ lưu luyến, thì cho em một bữa như thế.
Thì anh Nam bảo nhưng bây giờ anh không lo được cho em, anh còn công việc ở đây, để một tay em lo hết. Thế là em viết kịch bản, xong là dàn dựng rồi các kiểu, đám cưới rất là vui. Và 200 người đến tham dự thì cũng mặc váy cô dâu đàng hoàng luôn. Cưới ở Hà Nội, bố mẹ chồng cũng ra, bố mẹ đẻ cũng lên. Đặc biệt tiếp tục là đến Hà Nội xong không, chứ không, từ Hà Nội đã. Thì ở Hà Nội có một điều rất là đặc biệt. Ngày xưa thì em tại vì trong gia đình em á, thì lại ông cũng là họa sĩ, rồi cậu lại là nhạc sĩ. Thế nhưng mà em thì không biết một cái gì cả về nghệ thuật. Không một cái gì luôn. Thế thì điều đặc biệt là khi mà đám cưới ở Hà Nội á, thì vợ kéo lên hát. Vợ kéo lên hát mà đến nỗi là bạn bè em ở trong tiệc xong bắt đầu chúng nó còn ngơ ngác. Bà là ủa sao lại mời ca sĩ hát ở đây à? Tại sao lại mời ca sĩ? Cần gì phải ca sĩ? Tại vì là Thảo hát hay rồi mà, tại sao lại phải mời ca sĩ? Thế lúc mà thấy hai vợ chồng lên xong ca thì tất cả mới ngã ngửa người ra. Thực ra là đó là một cái nỗi ám ảnh của em, tại vì em hát dở. Em hát dở và thu âm trước rồi. Nên là hôm đấy hát xong thì từ đó về sau em không bao giờ lên hát nữa. Hát lip sync hả? Con một tình yêu. Hát lip sync anh ấy mà đớp trượt. Hát lip sync thì thường khó đớp lắm. Mà anh thì nhịp anh không chắc nên lại đớp trượt. Đớp mà đớp sai đúng không? Đớp sai vui lắm. Nhưng mà hai bạn là lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ bọn em cưới là 2014. Cuối 2014. Cuối 2014. 7 năm. Gần 7 năm. 7 năm rồi. Rồi là có ý định là có con chung không? Dạ không ạ. Ngay từ đầu luôn. Ngay từ đầu em thống nhất với nhau. Phần này thì hai đứa em cũng nói với bố mẹ hai bên. Em nói là nếu mà cần một sợi dây ràng buộc thì tụi em không cần. Tại vì nếu yêu thương nhau, bọn em có thể tạo ra cảm xúc yêu thương về sau này mãi mãi được. Nhưng mà nếu mà đã không hợp thì cũng chả có cái sợi dây gì mà ràng được. Và thêm nữa thì trai gái đủ rồi. Mình có ba đứa. Không, ở bên kia hai nam. Anh Nam hai rồi, một nữ. Một trai một gái. Một trai một gái. Thế cho nên là giờ rất là ngại ngùng khi mà hỏi cái phần sau. Phần là cái xấu phần tật xấu của nhau đó. Không, anh chị ơi, em nói thì liệu rằng là anh hay là chị có tật xấu gì hay không? Thôi bây giờ Nam trước đi. Mình rất muốn Nam khui cái tật xấu của cái cô Thảo này. Dạ. Rồi. Thế thì cái phần bestseller này sẽ được dẫn dắt theo một hướng hoàn toàn khác. Được không ạ? Dạ. Câu chuyện thì nó chưa phải dừng ở đấy chị ạ. Tức là nếu mà nói tiếp thì bọn em còn rất là nhiều trắc trở. Tại vì là bọn em là con chung, rồi con riêng, rồi không có chung, rồi bố mẹ nữa. Thì cái chuyện đó nó thực sự là gây đau đầu cho các em và Thảo. Thế thì cái việc mà Thảo là một việc mà em vô cùng gọi là trân trọng. Đó là Thảo là một việc là kết nối con Thảo với em một cách rất là khéo. Có nghĩa là ngày đấy cháu còn bé, cháu mới lớp 1. Thì Thảo bắt đầu khi cháu hỏi mẹ những cái việc ấy, thì Thảo mới nói là ôi cái này khó quá, mẹ không biết. Nên là có bác này ở Sài Gòn này, thì bác sẽ giúp con để trả lời những câu hỏi đó. Và chính vì thế nên là cái tình cảm của em với cháu là rất là gọi là khăng khít. Và đến bây giờ thì gần như là bố con ruột. Có nghĩa là đến bây giờ cháu 15 tuổi nhưng mà chia sẻ về mọi chuyện, mọi chuyện luôn. Và ngược lại thì con của em cũng thế. Con của em coi Thảo là một người mà cháu có thể chia sẻ mọi chuyện, và cả hai đứa. Hay quá. Chứ không phải là. Còn với Thảo khi về gia đình em thì bây giờ khi về Hà Nội thì mẹ chồng sẵn sàng, mẹ em sẵn sàng là sẽ bảo ông là ông ơi, ông đi ra phòng khác đi để tôi nằm với con dâu. Và bao giờ hai mẹ con cũng nói chuyện với nhau đến 4 giờ sáng. Dạ, và lần nào cũng thế, chứ không phải là một lần hay hai lần. Và thế thì theo anh chị, thì với một người vợ như thế, với một người vợ mà làm cho cả gia đình mình hạnh phúc, từ bố mẹ mình hạnh phúc, có nghĩa là khi sống với Thảo, cái bệnh của em nó khác hẳn. Bệnh của em nó được cải thiện một cách rõ rệt. Và lúc gặp Thảo, thì em lúc đó mới 35, 37. Nhưng mà mọi người đều hỏi là 45 chưa? Và bây giờ, ở thời điểm hiện tại bây giờ, mới cách đến mấy ngày thôi, thì có 10 người mới hỏi là ủa thế anh ơi bây giờ anh ba mấy rồi? Tức là anh chỉ có thể tưởng tượng được rằng là cái cuộc sống nó thay đổi. Và cái mình đồng hồ mà dạ vâng được đó. Có nghĩa là mình khớp với nhau được mọi chuyện. Và bọn em nói đúng là bạn tri kỷ. Tri kỷ có nghĩa là mọi chuyện từ chuyện lớn, chuyện bé, chuyện quá khứ, chuyện tương lai đều nói chuyện với nhau hết. Và hợp nhau đến mức mà cảm giác là chả có gì, mình sống bên cạnh một người mà mình cảm thấy là mình không phải che giấu gì hết cả. Mình được là mình chứ không phải là mình phải gồng lên nữa. Và thêm nữa là gì, là cả Thảo và em bây giờ đều đang tham gia vào việc là đào tạo về kỹ năng mềm. Thì trong kỹ năng mềm đấy thì có một cái môn mà em rất là mê, mà em học hàng ngày luôn đó chị,
đó là việc là đoán tính cách con người qua hành động, qua lời nói. Và Thảo có những cái khóa rất đặc biệt, chỉ trong vòng 10 giây, 15 giây thôi là Thảo đã nhận biết được cái người đó qua cái giọng đó là tính cách nào. Dạ. Và cái việc đó em học Thảo hàng ngày. Thế thì khi học được cái tính cách con người thì mình mới biết rằng cái người đối diện với mình là thuộc tính cách nào. Và trong tính cách nào của con người thì cũng sẽ có điểm mạnh và điểm yếu. Khi chúng em học được cái đó với nhau rồi thì mình biết là à, cái điểm yếu của mình là gì, trong cái nhóm tính cách của mình là gì, mình phải cần cải thiện cái gì. Và mình đầu tiên là mình tự nỗ lực, mình tự nỗ lực mình cải thiện cái gọi là cái điểm yếu của mình, và đồng thời mình đẩy mạnh cái thế mạnh đó lên. Nhưng ngược lại, nhìn sang phía người bạn đời của mình lại khích lệ. Khích lệ bạn. Thế ví dụ như nếu mà nói về tật xấu của Thảo thì có một cái mà cũng chuyện là cũng vui thôi ạ. Có nghĩa là ngày xưa. Ngày xưa đó, khi là mới về với nhau thì Thảo thì thuộc là cái tính là tôi sôi nổi hoạt bát. Sôi nổi là cái người mà rất là hào sảng, rất là làm chủ mọi cuộc chơi, nói rất là giỏi. Hay quên nhưng mà lại dễ tha thứ và bừa bãi, bừa bộn một chút. Thế thì cái buồn cười nhất là khi mà cô ấy về á, thì bao giờ cũng thấy cô ấy phải đá giày dép. Và sau đấy ào vào: anh ơi anh, hôm nay em có chuyện này, em có chuyện kia. Và chia sẻ rất là sẵn vô cả. Dạ đúng rồi. Không cần biết lúc đó là tâm trạng người ta như thế nào. Chính xác. Thế thì em thì lại là thuộc tính là cầu toàn. Có nghĩa là mọi chuyện nó phải ngăn nắp chu đáo. Có nghĩa là bên nhà của em là ai mà thay đổi cái gì là em biết luôn. Một nhỏ thôi là biết luôn, là hôm nay ai động cái gì, ai lấy cái gì, hôm nay thiếu cái gì, đủ cái gì là em biết luôn. Mà nhắm mắt là em có thể đi lại từ trên nhà xuống dưới gác lấy được cái gì, không cần phải bật điện. Tính em như thế. Thế nếu như những người mà chưa được rèn luyện, chưa được hiểu thì sẽ cảm thấy vô cùng là khó chịu. Và chắc chắn là sẽ cãi nhau. Nhưng mà em biết rồi thì em bắt đầu làm một việc rất là đơn giản. Đó là em bảo: em ơi em chờ anh một tí nhé. Em chạy ra em nhặt đôi giày của vợ em đặt lên giá. Đó. Thì lúc đầu là Thảo cũng bình thường thôi, cũng kệ. Nhưng mà đến lần thứ ba thì bắt đầu cô thay đổi. Đấy. Anh ơi để em nhặt giày của em mà. Đấy. Và lần thứ tư thì bắt đầu chuẩn bị vung chân. À thì bắt đầu nhớ. Ai, và bắt đầu đặt lên giá. Và sau đó thì Thảo thay đổi như thế này chị ạ. Là lúc đầu khi vào thì bọn em cũng cố gắng rồi được hai bên gia đình hỗ trợ thì mua được cái căn chung cư. Thì nhà hàng xóm thì bắt đầu lại diễn ra y xì như thế. Có nghĩa là giày dép tùm lum hết trước cửa nhà. Wow, anh chị mặc... Đúng rồi, không phải không chỉ anh ơi, không chỉ, cái này còn cao thủ hơn. Là không phải có một hai đôi đâu chị, mà nó phải đến tầm mười mấy đôi. Mà bọn em đi ra đi vào thì bọn em rất là, mình cảm thấy là nó khó chịu nhưng mà không biết làm như nào, tại vì nhà người ta mà. Thế là bọn em bắt đầu chính Thảo mới bảo là: anh ơi nhà mình có một cái giá giày dép, thôi mình không cần nữa, bây giờ mình tặng hàng xóm đi. Thế đầu tiên là nhặt đã. Đúng rồi, nhặt. Mình chạy qua, em rủ anh chạy qua nhặt giày cho người ta, xếp lại giày cho người ta. Xong cũng được một hai hôm thấy người ta bắt đầu xếp ngăn nắp hơn. Thế là bắt đầu mới mang cái giá giày để sang người ta thêm. Hay quá. Và xếp giày lên cho người ta. Và anh biết không, là hàng xóm từ đấy về sau là cứ thế đi về đến nhà, mà không phải là một người mà là mười mấy người nhà hàng xóm là đều xếp giày lên giá. Dạ, đấy là một cái cách mà em thấy là rất là hay. Đó, dạ, rất là hiệu đó. Quả. Vâng. Và đó là một cái gọi là, nếu mà có thể gọi là tật xấu thì nó là như thế. Mà thực sự nó còn cao hơn thế rất là nhiều. Nó mang tính là bạn tri kỷ, bạn tâm giao. Anh thử tưởng tượng là với một người sống đầu gối thép hàng ngày, hiểu rõ mình từng chân tơ cái tóc. Em kể một câu chuyện này mà mọi người sẽ phải giật mình. Có nghĩa là bọn em đi với nhau trên đường á, nhiều khi hai vợ chồng đi xe máy trên đường á, em chỉ cần liếc đầu qua, em lắc đầu nhẹ một cái là Thảo ngồi đằng sau đã biết là em nhìn cái gì. Có nghĩa là hiểu đến mức như thế. Đó, nhưng mà cái sự hiểu đấy làm cho mình một cái sự thoải mái, bởi vì mình không cần phải giấu gì cả. Còn gì nữa mà giấu đâu. Cuộc sống này, sức khỏe này, con cái này, bố mẹ này, quan điểm sống này, nó trùng nhau đến 80-90% rồi. Và khi sống với nhau nữa thì bọn em có sự rèn luyện, bọn em có sự trau dồi, bọn em có sự mong muốn mình cải thiện, thì bọn em đã thay đổi đó. Và bây giờ có thể nói bây giờ nó là khớp nhau. 100% thì không dám nói, nhưng mà đến 99% là khớp nhau. Nếu như vậy thì Thảo thay đổi thì nó lại không. Vậy thì thôi đi. Vậy không thay đổi không nữa. Không. Y vậy. Tại đi. Vì nếu mà thay đổi thì có thể là đôi khi lại không hiểu anh. Nó hết khớp. Đúng không? Thôi bây giờ chúng ta bây giờ tới dạ. Thảo. Bây giờ Thảo đi. Anh không nghĩ là Nam thì sao? Em lại như anh Nam á nha. Nghĩa là không tìm thấy tật xấu ở anh Nam, ở chồng mình. Em cứ nói đi, em cứ nói thoải mái. Chuyện này nó không, bọn em không giấu giếm gì đâu. Và em không có giấu giếm gì, thực sự là đây là những cái cảm xúc thật
của bọn em đó, cuộc sống vợ chồng á. Nhiều khi tụi em cứ hay tán tỉnh nhau qua lại trên Facebook đấy, anh Thuận thấy đó. Thì mọi người cứ không tin là hai vợ chồng có thể là gắn kết như thế. Em nói là từ hồi em cưới anh Nam đến giờ là chưa cãi nhau một câu nào hết. Mà nhiều khi em cứ ngồi em nhìn anh ấy từ sáng đến tối, em bảo tìm ra cái gì để cãi thử xem cho nó vui. Không tìm được. Tức là không tìm được một cái gì để mà cãi chị ạ. Thì là một người đàn ông hoàn hảo của gia đình rồi. Cũng có thể là như anh Nam nói là tụi em chấp nhận những cái xấu của nhau một cách đương nhiên. Ai cũng có điểm yếu hết. Thế có bây nghĩa giờ là mình giờ nói, em không mong muốn anh Nam thay đổi gì luôn. Hiện tại thì không. Và em có thể nếu có kể thì em kể lại những cái chuỗi ngày xưa thôi, khi mà chưa hiểu nhau thôi. Có thể có những cái xung khắc nhỏ nhỏ gì đó thôi. Chứ còn đến thời điểm hiện nhưng tại cái thì đó là cái chuyện là... trước đây rồi. Dạ đúng là rồi. Chuyện trước đây rồi. Chứ còn đến thời điểm hiện tại thực sự anh Nam là người rất là chỉnh chu. Nghĩa là không có tật xấu luôn. Không có gì hết ạ. Vậy thì có mong muốn anh Nam thay đổi điều gì nữa không? Em không cần anh Nam thay không, đổi gì hết anh ạ. Không đổi luôn. Cần luôn. Không dạ. Không, thực ra là như vậy nè. Tụi chị cứ cố gặng hỏi như vậy thôi dạ. Nhưng mà tụi chị qua cái cảm nhận của tụi em mà chia sẻ về nhau á, là tụi chị, như nãy chị nói đó, cái cặp của tụi em nó giống như là bước ra từ sách á, bước ra từ truyện á. Dạ, không có nói chị nói nghiêm túc. Ngay cả về cái việc tụi em trùng lắp trong những cái ngày đám sinh nhật nè, ngày cưới, rồi ngày sinh nhật nè, rồi những câu chuyện về ba mẹ đối xử với Thảo như thế nào, rồi là bên con cái tụi em đối với cha gọi là cha nuôi, cha dượng, mẹ dượng, gọi là mẹ kế, mẹ ghẻ đấy, ngày xưa gọi là mẹ ghẻ. Thì là tụi chị có thể cảm nhận được rằng cuộc sống của tụi em á, là một cái điều kỳ diệu á, mà không phải là nó là hiếm gặp á, nó là hiếm gặp nhưng mà là có thật chứ không phải là không có thật. Thành ra là chị với anh Thuận là ngày hôm nay á, giống như là cái người mà được chia sẻ và lấy thêm, góp nhặt thêm những cái kinh nghiệm. Đúng cho rồi. những cái gọi là những cái công việc tiếp theo của tụi chị về sau. Là rõ ràng là có những cái cặp vợ chồng họ đạt được những cái nó gọi là giống như là thượng thừa đó, giống như là mình đi tu mà mình lên cái đỉnh rồi đó. Có nghĩa là sao? Cái chuyện vợ chồng đạt đến hạnh phúc, đạt đến đỉnh điểm của hạnh phúc để trở thành những cái người tri kỷ của nhau là có thật. Để từ đó có thể tụi chị sẽ rút ra được những cái câu chuyện mà tụi chị khuyên nhủ những cái cặp vợ chồng son mà khi các bạn còn đang ở trong cái thời điểm mà các bạn cọ sát để tạo ra những cái gọi là hòa hợp được với nhau đó thì sẽ có thêm kinh nghiệm. Cho nên là rất là cảm ơn tụi em là ngày hôm nay là tụi em đã đến tham gia với chương trình. Và chắc chắn là sau chương trình này chị sẽ xin số điện thoại của Thảo như là của Nam để mà mình phải... Chúc em cho luôn. Mình có thể gặp nhau ở những cái không phải là trong chương trình này nữa mà bên ngoài để mình tạo lan tỏa được những cái năng lượng tích cực cho nhau. Cũng... Chị rất thích cái môn mà em nói đó, cái môn mà tụi em đang đoán theo đuổi là đoán tính cách đó. Tuyệt vời lắm chị. Là chắc là chị phải đi theo để mà chị học á. Em nghe giọng em có thể đoán được ạ. Em bây giờ hiện tại có một cái chương trình duyệt về radio ấy, em hay gặp gỡ các bạn trẻ trên đó và chỉ có giọng nói thôi. Nhiều khi mình nằm ở trên giường mình có thể là hỗ trợ được thì các bạn cứ kéo nhau vào cả trăm người á. Thì em có một môn gọi là nhận diện tính cách thông qua giọng nói. Em thử. Thì khi tức là chị với Thuận là phải học cái này để chi để mà mình làm cho cái chương trình này tốt hơn. Và có thể là mình có được cái chất liệu để mình làm phim nữa kìa. Đó. Với lại là Thảo đã từng chia sẻ với anh về cái việc mà em có thể nhận biết được cái tính cách của người qua giọng nói. Và qua cái tiếp xúc mà rất là ngắn. Em có thể em nhớ cái lần mình uống cà phê ở đường Trần Quang Khải không? Em đã nói điều này với anh cách đây mấy năm rồi. Cái đó chính là một cái yếu tố để mà Thảo thành công. Có nghĩa là Thảo thực ra thời gian vào đây anh chị là mới có 6-7 năm thôi. Em chưa đến 6 năm. Rất là ngắn. Rất là ngắn. Thế mà bây giờ thì thực ra là em cũng rất là tự hào. Bởi vì Thảo mới vào thời gian ngắn nhưng mà cái mối quan hệ của Thảo thì chắc là anh Thuận cũng biết được. Mối quan hệ của Thảo đến bây giờ phải nói rất là tốt. Mà các mối quan hệ của Thảo đều là các anh chị có tâm, có tầm và có tài. Rất là thương quý Thảo. Thế và cũng chia sẻ với anh chị luôn đó là hai vợ chồng cũng mới dành 9 ngày là đưa bố mẹ của Thảo là đi dọc từ Sài Gòn đến Đà Nẵng. 9 ngày vừa rồi mới trở về cách đây có mấy ngày thôi. Tức là mình cũng gọi là trả hiếu cho ông bà. Dạ mong ông bà, bây giờ ông bà cũng gần 80 rồi. Thì, anh Nam anh lái xe là 2.400 cây số đấy ạ. Ok. 9 ngày. Thôi bây giờ là chúc tụi em sẽ cứ hạnh phúc mãi mãi như thế này nha. Và sau đây thì chắc là 4... chị em mình phải có một bữa cà phê để nói tiếp câu chuyện. Xin cảm ơn Thảo và Nam đã đến với chương trình. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị nhiều. Cảm ơn anh chị nhiều ạ. Rồi, có chụp ảnh không? Mình xong rồi đó.